Vậy thì xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả, chúng ta lại quay trở lại với những diễn biến tại Sông Đá Duyên Hải để tiếp tục theo dõi trận đấu thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay trong khuôn khổ SFL năm 2024. Trận đấu này sẽ là cuộc chạm trán giữa các thủ Sporting Sài Gòn và đối thủ của họ ngày hôm nay là câu lạc bộ Sa Pa FC. Trong khi đó thì cơ hội nguy hiểm đã có tiếng còi báo lỗi việt vị. Như vậy thì bất ngờ Càng Thu Sa Pa đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Pha bóng ngoài hàng phòng ngự bên phía đội bóng Sporting Sài Gòn đã tận dụng sơ hở của hàng thủ bên phía đội bóng. Đội bạn Càng Thu Sa Pa đã tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự bên phía đối phương để trừng phạt Càng Thu bên phía Sporting Sài Gòn. Bàn thắng có lẽ là của số 19 Yama. Và trải qua những năm thi đấu chạm trán nhau rất nhiều lần thì họ hiểu rất rõ Càng Thu Sporting vẫn còn thêm cú dứt điểm chưa góc vẫn không thành công. Chưa có bàn thắng. Đường chắn ngang sức nguy hiểm không vào. Xin chút nữa thì Càng Thu Sa Pa có bàn thắng thứ hai. Cơ hội bị bỏ qua một cách rất đáng tiếc. Đường chạm bóng cuối cùng có vẻ như đến từ vị trí của Tetsuda. Chúng ta cùng xem lại pha bóng nguy hiểm này. Hai pha trả bóng liên tiếp của Càng Thu bên phía đội bóng áo xanh. Khoảng trống nữa rất hay. Cơ hội dành cho vị trí của Sami dứt điểm. Quyết định dứt điểm còn quá thiếu uy lực của Sami. Thủ phật bóng mở cánh rất chính xác. Cơ hội nữa dành cho tốc độ của các thủ bên phía đội bóng áo xanh. Chẳng không bao. Đường xuyền khá tốt nhưng ở phía bên trong thì cảm giác chưa thực sự hoàn hảo. Chúng ta cùng nhìn lại pha tạt bóng này. Có vẻ như người bỏ lỡ cơ hội phía bên trong là Sami. Sau một đường căng ngang khá chính xác của Amsa Nikiyama, tình huống thoát đi khỏi sự đeo bám của Colin. Rất hay qua người rồi. Cơ hội nữa dành cho các thủ Sa Pa. Khoảng trống không bao. Xin chúc nữa thì tỷ số là 2-0. Tình huống phối hợp nhịp nhàng của các chân sút bên phía đội bóng Sa Pa. Mọi người đã có cơ hội thử thách thủ thành Novrien, đó chính là vị trí của Okusi. Okusi đã có được tình huống kết thúc nhanh sau động tác qua người rất khéo léo. Một đường treo bóng. Sự đáng tiếc được chuyển đi hơi sâu nhưng đây là cơ hội dành cho các thủ Sporting Sài Gòn tận dụng. Tofik. Sự đáng tiếc Tofik chưa xây sở thành công nhưng đã có tiếng còi của trọng tài. Cú chạm bóng có vẻ như là của Thor Wai dứt điểm. Cửa lòng rất đẹp mắt, 1-0. Cơ hội đã được tận dụng quá tốt với tình huống phối hợp nhuần nhuyễn. Nikiyama là người đã cứa lòng về phía góc xa và đánh bại hàng phòng ngự bên phía đội bóng Sa Pa. Tỷ số được san bằng 1-1. Các bạn cùng xem lại pha lập công của Amsa Nikiyama. Cú chạm bóng đầy kỹ thuật, cú cứa lòng đầy kỹ thuật của số 12. Thơm Hoài là người đã chạm bóng vừa tầm để cho Amsa cứa lòng. Cú đá đi không chính xác. Phản công dành cho các thủ Nhật Bản. Không được, tình huống không hiểu nhau. Đây là tốc độ của Tofik Oseni. Tofik đối mặt rất lạnh lùng nhưng cú dứt điểm lại không đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng Nhật Bản. Quá đáng tiếc cho Tofik Oseni. Anh chưa thể lập công. Vẫn là những nỗ lực của nữa của các thủ áo xanh trắng. Xin chút nữa thì các thủ bên phía Sporting Sài Gòn vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Thêm những pha bóng nữa dành cho các thủ Nhật Bản. Vượt qua được Colin đối mặt. Dứt điểm. Cú đá về phía góc xa nhưng sức tiếc đó là pha kết thúc đi không chính xác. Cú chơi bóng đánh đầu, pha chạm đầu đã đi bọt xa. Tốc độ tốt của Nikema. Cú dứt điểm kết thúc đầy bất ngờ. Bạn vẫn đang đẩy cao đội hình, lấy ra cơ hội nữa dành cho các thủ Nhật Bản. Không được, pha tạt vào bên trong. Pha chạm bóng dứt điểm lại không đủ cảm giác của Hosini. Cơ hội nữa dành cho các thủ Sa Pa. Đối mặt dứt điểm không vào. Một lần nữa thì O'Brien đã kịp thời đổ người xuất sắc để cứu thua dành cho các thủ Sporting Sài Gòn. Và bóng mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh trắng đã có phần hơi bất cẩn và để cho Sa Pa có một cầu thủ thoát xuống. Tình huống phản công khá hay. Cơ hội nữa cho Yama. Không được rồi. Quá đáng tiếc. Tofik mở cánh rất chống chạy. Cơ hội dành cho các thủ Sporting Sài Gòn dứt điểm. Cú đá không vào. Vẫn còn. Không có tình huống đá bồi. Pha bóng qua người hay của các thủ Sa Pa. Một cơ hội nữa dành cho đội bóng Sa Pa. Rất tốt. Đối mặt dứt điểm siêu góc 2-1 dành cho Sa Pa FC. Sa Pa đã chơi tấn công cực kỳ sắc nét ở trong trận đấu này và họ đã có được bàn thắng vượt lên. Zubo là người ghi bàn.
các thủ Nhật Bản đã có được pha lập công tiếp theo. Một tình huống phối hợp hay nữa. Các bạn cùng xem lại pha di chuyển hợp lý của Sumbo và đường chuyền rất vừa tầm. Colin đã bị bỏ lại trong tình huống này khi mà đã không chính xác thành công. Rất may đã có sự ngăn chặn kịp thời của Colin. Vẫn là cơ hội dành cho các thủ áo xanh, không được. Áp sát, không vào. Thêm khoảng trống nữa. Dứt điểm. Và lần này thì có bàn thắng gỡ hòa 2 đều dành cho các cầu thủ Sporting Sài Gòn. Sau những nỗ lực cuối cùng thì Michael Jones là người đã lập công để đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát ở thi đấu thứ 31 của hiệp 2. Đặc biệt được gỡ hòa và hai đội bóng lại giằng co trong những phút còn lại để xác định xem ai sẽ là những người giành chiến thắng không phạm ở cánh. Tốc độ nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng Sporting vẫn còn. Dứt điểm không được, đã lại quá nhẹ nhưng vẫn có bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ Sporting Sài Gòn. Rồi các bạn, có vẻ như trong tình huống trước đó thì trọng tài đã xác định có lỗi việt vị của số 34, vậy thì không có bàn thắng thứ ba. Giải khá hay, đánh đầu không có pha xả bóng vẫn còn, nhưng đưa bóng vào không đủ uy lực. Đánh đầu rất nguy hiểm, thêm pha hiệp đáng kể của các thủ bên phía Sporting Sài Gòn. Được chuyền ngang, thêm pha dứt điểm nguy hiểm. Thêm một lần nữa thì thủ thành bên phía Japan FC lại là người xuất sắc cứu thua. Thủ môn của bên phía Nhật Bản ngày hôm nay đang chơi khá hiệu quả. Đã có thêm những pha va chạm xảy ra. Rồi chúng ta nhìn lại pha cứu thua xuất sắc. Cột xa, thêm pha đánh đầu làm tường. Vẫn không vào, vẫn còn. Như vậy thì bóng cuối cùng cũng đã được đưa vào lưới và trọng tài đã công nhận pha lập công đây. Tỷ số là 3-2 dành cho các thủ Sporting Sài Gòn. Và đó là vị trí của Sammy. Bàn thắng ở những giây bù giờ của hiệp 2 đang khiến cho các thủ bên phía Sporting Sài Gòn nổ tung. Chúng ta cùng xem lại pha bóng lộn xộn trước khung thành, nó đã dội vào xa ngang. Sau đó là một tình huống mà các cầu thủ bên phía đội bóng Nhật Bản phá bóng ra. Và như vậy thì cuối cùng trọng tài Huấn Hồng đã nổi còi kết thúc trận so tài ngày hôm nay. Sau những sự vất vả, kết quả được đền đáp xứng đáng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Sporting Sài Gòn khi họ đã ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những diễn biến của SAFL năm 2024. Và chúng ta sẽ vẫn còn những trận đấu kế tiếp trên sóng trực tiếp của chúng tôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.